Hãng tin RBC Ukraine vào sáng 9 tháng 9 cho biết một loạt vụ nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine sau khi nhà chức trách Ukraine kích hoạt báo động không kích tại một loạt khu vực ở miền Bắc và miền Trung nước này, bao gồm Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Poltava và Sumy. Cơ quan quân sự Kiev sau đó xác nhận thành phố đang ghi nhận mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV. Cơ quan quân sự Kiev phát thông báo, phòng không đang hoạt động ở ngoài ô thủ đô, hãy ở trong nơi trú ẩn. Theo không quân Ukraine, UAV của Nga xuất hiện trên bầu trời nhiều khu vực nước này từ đêm 8 tháng 9, rạng sáng 9 tháng 9. UAV thường được triển khai nhằm làm quá tải năng lực phòng không của Ukraine trước khi Nga tung đòn tấn công tên lửa. Trong diễn biến đáng chú ý khác, theo tờ India Today, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Dovan, cố vấn thân cận nhất của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, sẽ có chuyến công du 2 ngày tới Nga, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Trong thời gian ở Moscow, ông Dovan sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về các nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra. Theo các nguồn tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ cũng sẽ tham dự một cuộc họp của các quan chức an ninh BRICS và có các cuộc hội đàm riêng với các đại diện của Nga và Trung Quốc. Hai thành viên NATO là Romania và Latvia đã điều tra các trường hợp thiết bị bay không người lái của Nga rơi sau khi xâm phạm không phận của hai nước này. Theo tờ Politico, Bộ Quốc phòng Romania cho biết, hệ thống giám sát radar đã xác định và theo dõi đường đi của một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận quốc gia và sau đó quay trở lại Ukraine. Romania đã điều hai máy bay chiến đấu F-16 để giám sát vụ xâm nhập. Người dân ở các khu vực Tuncea và Constanta thuộc đông nam Romania đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Latvia, một thiết bị bay không người lái của Nga đã rơi tại khu vực Rezhny, phía đông nước này, sau khi bay từ Belarus. Lực lượng vũ trang của Latvia cũng đã thông báo cho hệ thống chỉ huy của NATO về sự cố này và đang tiến hành điều tra. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia, ông Andris Prust nói, tình huống này xác nhận rằng chúng ta cần tiếp tục củng cố biên giới phía đông của Latvia, trong đó có phát triển khả năng phòng không và khả năng tác chiến điện tử nhằm hạn chế các hoạt động của thiết bị bay không người lái. Thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Quốc phòng Latvia nhấn mạnh, không phận Latvia là một phần của không phận NATO. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy thiết bị bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận Latvia từ Belarus. Theo chỉ huy trụ sở chung của Latvia, ông Leonis Kalmins, các chuyên gia cho rằng thiết bị bay này không có mục đích cụ thể để bay vào Latvia. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevich đã đăng trên mạng xã hội rằng chính phủ của ông muốn NATO có phản ứng chung. Ông Rinkevich viết, số lượng các sự việc như vậy đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO và tất cả chúng ta cần phải đối phó. Phó Tổng Thư ký NATO Michelle Joanna đã lên án các vụ việc này nhưng nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các quốc gia thành viên của NATO. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mới được bổ nhiệm của Ukraine, ông Andriy Sibiha đã kêu gọi hỗ trợ tối đa từ các đồng minh của Ukraine. Romania có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraine và đã nhiều lần bị các mảnh vỡ thiết bị bay không người lái của Nga lạc vào lãnh thổ của mình trong năm qua. Lãnh thổ Romania nằm cách các cảng sông Danube của Ukraine vài trăm mét, những nơi thường xuyên trở thành mục tiêu của Nga. Thủ tướng Romania Maxen Ciolacu cho biết, không có vấn đề nghiêm trọng trên mặt đất, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục. Đó là thực tế, chúng ta có một cuộc chiến ngay tại biên giới. Các nhà lập pháp Romania dự định sẽ xem xét thảo luận trong phiên họp hiện tại về việc cho phép Romania bắn hạ các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận của quốc gia này trong thời bình. Sau vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Latvia đã triệu đại biện lâm thời của Nga tại nước này, Dmitry Kazatskin. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Anh làm chậm tiến độ chuyển giao tên lửa tầm xa trong các cuộc đàm phán vũ khí quan trọng của NATO. Tổng thống Ukraine cho biết, Anh và các đồng minh đang cho thấy sự thiếu hụt tên lửa và sự hợp tác với các lô hàng Storm Shadow và các loại đạn dược khác. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã bày tỏ mong muốn chính quyền London và Washington sớm nới lỏng các hạn chế về vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga khi ông tìm cách xoay chuyển tình thế cuộc chiến theo hướng có lợi cho Kiev. Mới đây, ông Zelensky cũng đã truyền đạt thông điệp của mình trực tiếp tới các bộ trưởng Bộ Quốc phòng phương Tây trong lần đầu tiên ông xuất hiện trực tiếp để đàm phán tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Phát biểu tại cuộc họp, ông Zelensky nói, "Chúng tôi nghe nói rằng chính sách tầm xa của các ngài không thay đổi, nhưng chúng tôi thấy có sự thay đổi ở Aktam, Storm Shadow và Scarp, thiếu tên lửa và sự hợp tác, và điều này thậm chí còn áp dụng cho lãnh thổ của chúng tôi, nơi bị Nga kiểm soát. Chúng tôi cho rằng thật sai lầm khi có những bước đi như vậy." Ukraine đã nhiều lần đề nghị Anh, Mỹ và Pháp sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các sân bay, bệ phóng tên lửa, kho đạn dược và nhiên liệu, cũng như các trung tâm chỉ huy và kiểm soát trên đất Nga. Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nhỏ hơn của họ qua biên giới
nhưng cho đến nay vẫn từ chối nhượng bộ khi nói đến các cuộc tấn công sâu. Ông Zelensky nói, chúng ta cần có khả năng tầm xa này không chỉ trên lãnh thổ của Ukraine mà còn trên lãnh thổ Nga, để Nga có động lực tìm kiếm hòa bình. Nhóm liên lạc quốc phòng do Mỹ đứng đầu là cuộc họp thường kỳ của hơn 50 đồng minh phương Tây với chính quyền Kiev để thảo luận về viện trợ quân sự cho quốc gia này. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky xuất hiện trực tiếp tại cuộc họp. Điều này cho thấy sự thay đổi chiến thuật khi ông đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm với Nga. Ngày 8 tháng 9, các cử tri Nga đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử khu vực. Đây cũng là ngày cuối cùng trong kỳ bầu cử bắt đầu từ ngày 6 tháng 9. Theo đó, các cử tri ở một số khu vực quan trọng của đất nước, trong đó có Moscow, thành phố Saint Petersburg và 8 khu vực khác sẽ đi bầu để chọn ra các quan chức ở nhiều cấp khác nhau. Hôm ngày 6 tháng 9 cũng là ngày đầu tiên của đợt bầu cử và đã có 49 khu vực bầu cử ở Nga mở cửa cho người dân bỏ phiếu. Còn trong ngày 8 tháng 9 thì cử tri ở 21 khu vực đã đi bỏ phiếu. Ngoài ra, người dân ở 25 khu vực của Nga cũng sẽ có cơ hội tiến hành bỏ phiếu trực tuyến. Nga đã tăng cường an ninh cho các cuộc bầu cử này. Giới chức Nga cho hay đã ngăn chặn hơn 100.000 hành động gây nguy hiểm đối với cuộc bầu cử trong giai đoạn từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 9, trong đó có 232 trường hợp được coi là có nguy cơ cao đối với cuộc bầu cử. Ông Donald Trump hài hước tuyên bố rằng, tôi biết ông Putin, tôi biết ông ấy rất rõ. Hôm nọ ông ấy đã ủng hộ bà Kamala. Tôi rất khó chịu vì điều đó. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đặt câu hỏi, tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông mô tả là một kỳ thủ cờ vua, lại chọn ủng hộ bà Harris? Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại niềm tin của mình rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông còn tại nhiệm. Đây là lần thứ hai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ trước sự ủng hộ gần đây của Tổng thống Putin dành cho bà Harris. Trước thềm cuộc tranh luận bầu cử trực tiếp đầu tiên, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều đang lên những kế hoạch nhằm tăng lượng cử tri ủng hộ tại các bang chiến địa. Trong khi ông Donald Trump có bài phát biểu về chính sách thuế và vấn đề nhập cư, tại cuộc vận động ở bang Wisconsin, thì Phó Tổng thống Kamala Harris lại lựa chọn bang Pennsylvania để tập trung kế hoạch cho việc phản bác những câu trả lời sắc sảo của đối thủ Đảng Cộng Hòa. Khi được hỏi thông điệp chính mà bà muốn truyền tải trong cuộc tranh luận, bà Harris khẳng định, đã đến lúc khép lại trang sách về sự chia rẽ, đã đến lúc đoàn kết đất nước và vạch ra một con đường mới phía trước. Điều quan trọng là đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích đảng phái. Mọi người đã kiệt sức vì sự chia rẽ và những nỗ lực chia rẽ chúng ta với tư cách là người Mỹ. Trước thềm cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng cử viên của hai đảng dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia vào ngày 10 tháng 9, các trợ lý cho biết chiến thuật trọng tâm của bà Harris là tìm cách làm cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa mất bình tĩnh. Bà Harris cũng sẽ tập trung vào những thất bại của ông Trump trong các vấn đề như xây dựng bức tường biên giới của Mỹ, cơ sở hạ tầng và đại dịch COVID-19, đồng thời hy vọng tránh bị kéo vào các cuộc công kích cá nhân. Đây sẽ là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ kể từ sau khi bà Harris trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 7 của đối thoại chiến lược Nga Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh diễn ra trong ngày hôm nay, 9 tháng 9. Theo kế hoạch, cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 7 của đối thoại chiến lược Nga GCC được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 161 của Hội đồng Bộ trưởng GCC cũng diễn ra trong ngày hôm nay tại trụ sở của Ban Thư ký GCC ở Riyadh. Dự kiến, các chủ đề chính tại đối thoại chiến lược Nga GCC năm nay về tình hình Trung Đông bao gồm chiều hướng leo thang xung đột Hamas-Israel, diễn biến ở Syria, Yemen và Libya. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ bàn thảo việc thực hiện các dự án chung, tăng cường hợp tác về thương mại, kinh tế và đầu tư, năng lượng hạt nhân. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ dự một loạt cuộc họp song phương với các quan chức khu vực bên lề sự kiện nhằm tăng cường hợp tác và thảo luận về các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự khu vực và quốc tế như an ninh ở vùng vịnh, giải quyết khủng hoảng và phối hợp trên thị trường hydrocarbon.